Chúc mừng năm vị đến tầng thứ hai, ngục đao chém. Địa điểm bắt đầu. Xem ra mỗi tầng xem nhau, đều bắt đầu từ thôn. Như thế nào, đợi chút nào chưa? Sắm lại trang bị. Nhưng tại sao không có một ai vậy? Đúng vậy, không có người chơi cũng thôi đi, ngay cả NPC cũng không có. Gặp quỷ rồi, ngay cả cửa cũng khóa, muốn trực tiếp ra ngoài cũng không được. Là ở trong trấn có ẩn giấu nhiệm vụ cần hoàn thành sao? Vậy cũng phải có một NPC dẫn đường chứ. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bên đó có tiếng nói. Nghe nói ngục rút lửa đã bị khóa chết rồi. Công việc tiếp theo của chúng ta thoải mái hơn rất nhiều rồi. Tốt. Thì ra đều ở đây. Xin hỏi, bọn ta làm sao mới có thể ra ngoài? Các ngươi tới từ ngục rút lửa sao? Không sai. Chào mừng đến với ngục đao chém. Xin tự giới thiệu, ta chính là hướng dẫn viên của địa điểm bắt đầu. Ta tên Dạng Sự Thông. Cho nên các ngươi có thể mở cửa đúng chứ? Đương nhiên có thể, nhưng dựa theo quy tắc ấy mà, ngươi phải lấy ra một bảo vật để giao đổi mới được. Tin tức bên phía quỷ đế còn chưa tới, giờ giết mấy ma mới này một phen đã. Ta tìm thử, chắc có thứ không cần. Đúng rồi, cái này không biết dùng thế nào. Đây là hồ ly tinh, người kiếm ở đâu ra vậy? Đây là nhện tinh. Có gì khác biệt sao? Chàng trai trẻ chơi giỏi đó, mới đến tầng thứ hai mà thôi, thì đã thu được minh sủng rồi. Quyết cô ta đi, ngươi cho ta cô ta, ta mở cửa cho các ngươi. Vậy không được, ta cho ngươi thứ khác. Minh sủng, xem ra còn là một đồ tốt. Tiểu tử, nghe không hiểu sao, ta nói rồi, ta muốn cô ta. Đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Nếu đã là hướng dẫn viên thì ngoan ngoãn làm tốt chức trách công việc của mình, đừng học người khác cướp bóc, ngươi có năng lực đó sao? Đúng đúng đúng, đại ca dạy dỗ đức đúng. Đi thôi. Đúng rồi, ngươi phải gửi quỹ thác cho chúng ta, nếu không chúng ta chỉ cử gì? Dân dân, tiểu nhân có một quỹ thác rất thích hợp với ngài. Có điều, ngài phải dạy dỗ cô ta trước mới được. Đáng hận, thả ta ra. Dạy dỗ sao? Dạy dỗ giống như này sao? Minh Sủng, nhận tin, của bạn cần dạy dỗ, bạn sẽ... đúc thuốc độ trung thành, đánh mông của cô ta, từng thả ta ra. Mới quýnh một cái mà thôi, cô ta cũng thích chịu ngược quá rồi. Chủ nhân, người ta vẫn muốn. Minh Sủng khác nhau, điểm S cũng khác nhau. Nếu không tìm đúng chỗ, thì phải ấy mọi chỗ trên người vài cái, đó mới là phiền phức. Minh Sủng cái quái gì chứ? Tài chém trước tế trời. Bình tĩnh một chút. Bà cô tổ bất giận, nhận tên này có tác dụng lớn đớn đối với cô. Hả? Ở phía tây bắc của ngục đao chém có một minh quả yên. Minh quả yên này sâu không thấy đáy, chất đá dựng đứng cực kỳ trơn, chỉ có nhận tên mới có thể nhả tơ đi xuống. Ở dưới minh quả yên có thể lấy được trân bảo ngọc liêu dương hiếm thấy. Ngọc liêu dương ngoài việc có thể nâng cấp vũ khí hệ quả, còn có một tác dụng quan trọng. Gom đủ 30 viên ngọc liêu dương thì có thể ở nơi bắt đầu đổi một vật phẩm VIP của trang bị chu trước. Áo choàng liêu nguyên. Trên người cô không phải có một món trang bị phi lân rồi sao? Chỉ cần có thể gom đủ trang bị chu trước một trong bốn thần trang, chiến lực tuyệt đối tăng mạnh. Ngươi làm sao biết trên người cô ấy có nón phi lân? Tiểu đệ bất tài, mọi người gọi là Dạng Sự Thông của đại phủ. Trên thông thiên văn, dưới trường địa lý, ở giữa con biết quần áo có giật hay chưa.
Nhưng trang bị cũng chỉ là thao tác cơ bản thôi. Được, vậy thì tới Minh Quả Quyên trước. Cảm ơn. Đại thần đi thông thả. Tiểu tử, trên người ngươi có tự tướng, mạng không còn được lâu nữa. Bây giờ có thể nói rồi chứ, những lời mà Dọa Sai Dương nói trước khi chết đó rốt cuộc có ý gì? Trò chơi này rốt cuộc có bí mật gì? Được rồi, bây giờ nói chân tướng sự gì cho các cô. Thiệt ra trò chơi này là... Mông của mình. Chứng cứ chính xác có thể thu lướt rồi, còn muốn tiết lộ bí mật cho người khác sao? Trước khi ta động thủ thẩm tra, ngươi tốt nhất tự khai trước đi. Ngươi làm sao biết tất cả bí mật vậy? Rốt cuộc vẫn là không khống chế được nữa, là Tiểu Diêm Vương phái các ngươi đến nhỉ? Bất lời thôi, trả lời câu hỏi của ta. Chờ đã, hắn không đúng lắm. Sau khi tiến vào ngục đao chém thì ta cảm thấy càng lúc càng suy yếu. Có phải lại các ngươi giở trò không? Tiểu tử thối, ngươi xem chúng ta thành cái quỷ gì hả? Chúng ta sẽ làm lại chuyện tri tệ như vậy sao? Là Dạo Xoa Dương, trước khi hắn ta chết đã dùng máu nguyền rủa trương khí. Đáng chết, còn che giấu thanh máu. Ngươi chống đỡ, ta bây giờ giải trừ lời nguyền của cho ngươi. Không kịp nữa rồi. Trương khí, tỉnh táo lên. Bây giờ chết cũng là chuyện tốt, có thể tiếp tục công lược ngục đao chém rồi. Đây là chuyện gì vậy? Tiểu Diêm Vương, cho dù ngươi thiên hạ vô địch, ở trong vạn quân giáng ma đại trận do vị đế tứ phương chúng ta liên thủ, thì ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Vị đế tứ phương vậy mà trực tiếp đối đầu với Tiểu Diêm Vương sao? Đây là muốn tạo phản sao? Nếu bị giết vào lúc này, đừng hòng làm điện hạ bị thương. Nghịch tắc. Tiểu tiện nhân, ngươi dám ra tay với ta? Cơ hội tốt. Sao có thể, trận pháp đã hoàn thành, hắn gì mà vẫn có thể phản kháng? Muốn xử lý lão tử không dễ như vậy đâu. Không thể để hắn phá pháp trận, tăng lượng máu tiên đế. Được, dùng máu tăng cường pháp trận sao? Hết cách, chỉ có thể tới máu, hao tổ 100 năm tu vi cũng phải phong ấn hắn, nếu không... Bốn người chúng ta đều sẽ chết ở trong tay hắn. Cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Linh hồn của ngươi quả nhiên có thể xuyên vào trong cơ thể của ta. Hai người chúng ta, sao lại... Nơi này là hồn hải của ta, hồn của ngươi xuyên vào trong cơ thể của ta. Có thể gặp nhau ở đây cũng là điều rất bình thường. Dư đôi, ta cũng quả thiệt là nổ mạnh hết đà. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuyên tới quấy rối, đáng chắc bây giờ ta đã bị phong ấn rồi. Vì đấy tứ phương tại sao muốn giết ngươi? Vì ngươi không muốn lấy duyên khí của người chơi sao? Nếu ngươi là lão đại của địa phủ, bọn họ chắc chắn phải nghe lời của ngươi chứ. Bốn người bọn họ sẽ không phục tùng mệnh lệnh của ta đâu. 3 năm trước, ta chẳng qua chỉ là một trong thập điện Diêm La, địa vị của vị đế tứ phương ở trên ta, mà người ở trên bọn họ là chí chủ phong đô đại đế của địa phủ. Phong đô đại đế, vị đế tứ phương. Gần 100 năm nay, do dương thọ ở nhân gian kéo dài, vong linh ở địa phủ thư thớt, linh khí vô cùng thiếu hụt, 18 tầng địa ngục vô cùng nguy nan. Phong đô đại đế nhìn chúng tài năng của ta, lập ta thành chủ nhân mới của địa phủ, phát triển trò chơi Diêm Vương này, dùng việc hấp thụ dương khí của người chơi để nuôi dưỡng địa phủ. Năm kia, phong đô đại đế binh thọ cạn kiệt,
hóa thành cát bụi. Vị đế tứ phương bèn bắt đầu dục dịch, muốn điên cuồng cướp đoạt dương khí. Ta kiên quyết phản đối, bởi vì chuyện này sẽ phá hỏng sự cân bằng của hai giới âm dương. Từ đó, ta liền trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Thì đa là như vậy, không có sự ủng hộ của Phong Đô đại đế, ngươi quả thiệt không thể hàng phục bọn họ được. Có điều ta tại sao mỗi lần chết trong trò chơi thì hồn đều xuyên vào trong cơ thể của ngươi? Chuyện này cũng là ngươi thiết kế sao? Chắc là do bút của trò chơi, nhân vật số 0 ta thiết kế cho mình trùng khớp với thuộc tính nhân vật hiện tại của ngươi. Tuy chỉ có tỷ lệ 1/1000, nhưng cũng quả thiệt đã xảy ra. Nhân vật đại dương vô địch, chức nghiệp kiếm sĩ, cấp bậc cấp 3, lượng máu 435, lực công kích 165, hộ giáp 155, ma kháng 3, tốc độ 10, cái khác 1% sát thương bạo kích. Nhân vật trương khí, chức nghiệp kiếm sĩ, lượng máu 435, lực công kích 165, ma kháng 3, cái khác 1% sát thương bạo kích. Ta sau khi phát hiện ngươi đã học nhật ký của ta, thì ta nghĩ tới loại khả năng này, cho nên ta phái Tam Phúc Hắc Bạch vô thường đi giám sát ngươi, còn cho ngươi đang lâu luyện trang bị, vậy nên hãy ứng đối với cục diện như ngày hôm nay. Ứng đối cục diện ngày hôm nay, ngươi là nói ta có thể giúp ngươi quýnh thắng bọn họ sao? Vị đế tứ phương đều dùng tuyệt kỹ của Phong Đô đại đế, ta bất luận như thế nào cũng không thoát được, nhưng ta sẽ dốc sức đưa ngươi ra ngoài. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, xin ngươi hãy bảo vệ thủ hạ của ta, bảo vệ người chơi trong trò chơi này, bảo vệ hai giới âm dương. Ta chỉ là một người chơi mà thôi, làm sao bảo vệ được? Nếu thuộc tính nhân vật của hai chúng ta giống nhau, ngươi có lẽ có thể nắm giữ năng lực của ta. Ký ức của ta cũng sẽ cho ngươi, cái này sẽ hỗ trợ ngươi sau này tiếp tục chơi game. Sau khi trở về, tìm Phong Anh trước, trong tay nàng ta có chìa khóa rất quan trọng. Nhớ vào cậu rồi. Minh thần ngoại phóng, hắn là muốn đồng quy vô tận cho chúng ta sao? Minh thần vô hình, dạng quân dáng ma đại trận không có tác dụng với nó. Không đúng, hắn triệu hoán minh thần là muốn đi cứu tỷ nữ đó. Trên người nàng ta chắc chắn có thứ gì đó quan trọng. Giữ nàng ta lại cho ta. Đáng hận, vẫn là muộn một chút, bị truyền tống đi rồi. Đừng quản tỷ nữ đó nữa, nhân lúc minh thần rời thể, nhanh chóng phong ấn tiểu Diêm Vương. Hắn đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng rồi. Không đúng, minh thần là chỗ dựa cuối cùng để hắn đối kháng đại trận. Tại sao phải hy sinh bản thân tách minh thần đi cứu tỷ nữ đó chứ? Trong tay nàng ta rốt cuộc có thứ gì? Quan tâm làm gì? Giải quyết tiểu Diêm Vương thì có thể đóng cái trò chơi gách nát này rồi. Tất cả người chơi đều online, không thể online nữa. Đợi bị chúng ta từ từ ăn sạch. Phòng sách của tiểu Diêm Vương. Lẽ nào tỷ nữ đó mang theo chìa khóa dạng năng của thiết bị phục vụ sao? Bên trong không có gì cả. Đáng chết, tiểu Diêm Vương chắc chắn sớm đã để chìa khóa lên người của hắn. Chúng ta đều bất bại rồi. Vậy mà còn có con cá lọt lưới sao? Hỏi xem các nàng có biết tỷ nữ đó đi đâu không? Nằm mơ, chúng ta không biết cái gì cả. Ngươi mãi mãi cũng đừng hòng tìm được Phong Anh. Đừng lo lắng, có các ngươi ở đây, nàng ta sẽ tới thôi. Chào mừng ngươi quay trở lại trò chơi Diêm Vương. Linh hồn của mình bị minh thần truyền tống trở về rồi. Nhưng Phong Anh không biết rơi ở vị trí nào trong ngục đau chém. Trong tay của Phong Anh cầm chìa khóa dạng năng của cả trò chơi Diêm Vương. Vì đấy tứ phương muốn khóa chết trò chơi thì nhất định sẽ nghĩ cách tìm được cô ấy. Mình nhất định phải giành được trước bọn họ mới được. Đi tìm đám người tiểu lạc hội họp trước đã.
là các cô. Không ngờ ngươi còn dám online, chạy thì trực tiếp dẫn ngươi đi gặp điện hạ vậy. Hai người các cô thiệt là biết làm loạn. Đó là minh thần hộ thể của điện hạ. Sao lại ở trên người của ngươi? Trương Khí đã tường thuật lại chuyện Tiểu Diêm Vương hy sinh cho Hắc Bạch Vô Thường. Mấy tên xúc sinh quỷ đế tứ phương chỉ mà dám làm ra loại chuyện này. Quỷ đế tứ phương chắc chắn sẽ nhanh chóng hành động. Ta cần sự trợ giúp của hai người, có được không? Nếu điện hạ đã gửi gắm hy vọng lên người ngươi, vậy chúng ta theo ngươi. Dù sông vào dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết không tử. Vậy thì tiếp tục biến cho về đi. Trước mắt chúng ta chỉ có thể khiêm tốn hành động. Hai người quá bắt mắt, ta không muốn bị lộ sớm như vậy. Được, tuân lệnh. Mỗi lần trước khi biến thân đều phải cởi quần áo, là cái thao tác gì? Có điều cũng khá mà lem lem nha, mình thích. Lần nữa có được đạo cụ chồng tay âm dương minh quả nguyên. Nơi này phải sâu mấy nghìn mét, hơn nữa chách đá dựng đứng trơn trượt, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Như này làm sao mà xuống đây? Cô, nhiệt độ quá cao, cho dù ta có thể bay xuống, còn chưa lại gần phần đáy thì đã bị thiêu cháy rồi. Vẫn là phải chờ tiểu ca ca quay về, cũng không biết hắn rút cuộc bay đi đâu rồi. Thay quần áo, kết quả vẫn nóng. Chẳng chết đi khắp nơi cũng không tìm được mấy người, thì ra là ở đây. Tiểu ca ca, Trường Khí, người trước đó sao lại đột nhiên bay đi rồi? Đúng vậy, cái gì cũng không nói thì bị mất rồi. Trong khoảng thời gian ta rời đi, đã xảy ra một vài chuyện rất nghiêm trọng. Ta bây giờ phải nói chuyện này cho mấy người, nghe thì rất khó tin, nhưng quả thiệt là sự thật, các cô phải nhất định phải nghe cho kỹ. Giải thích. Đùa cái quá gì vậy? Sao có thể chứ? Tóm lại, trò chơi chúng ta chơi hiện nay đã không phải là trò chơi bình thường nữa, mà là chuyện thực sự xảy ra. Chỉ một chút không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Ta hy vọng bốn người, nhưng lúc còn có thể rời khỏi thì lập tức apply, mãi mãi đừng quay lại nữa. Chúng ta đi rồi, vậy ngươi thì sao? Tiểu Diêm Vương cũng đã phó thác tính mạng cho ta rồi, ta chắc chắn không thể chạy được. Bây giờ người có thể ngăn chặn quỷ đế tứ phương chỉ có ta, cho nên ta sẽ ở lại đấu với bọn họ tới cùng. Chẳng trách mỗi lần sau khi apply đều không có sức, thì đa là dương khí của ta bị rút mất. Ta nạp nhiều tiền như vậy còn bị chơi khăm, cục tức này bất luận như thế nào cũng không nuốt trôi được. Ta ở lại giúp ngươi. Dù sao mục đích của bốn vị đế đó là phá hủy dương gian, chúng ta cho dù apply cũng không thoát được. Đúng vậy, còn không bằng ở lại liều một phen đi. Trò chơi này càng lúc càng thú vị rồi, ngươi đừng hòng lừa chúng ta. Đi tự mà mình ở lại chơi cho đã. Đúng vậy, ta mãi mãi là đồng đội số 1 của ngươi, không ai cướp được. Không phải chỉ là bốn vị đế thôi sao? Có ký ức của Tiểu Diêm Vương làm công lược, chúng ta phát huy ổn định, chắc chắn có thể thắng được. Mấy người thiệt là một lũ điên. Cô chữa ai điên hả? Không có pháp sư support, chỉ dựa vào mấy người còn muốn thắng quỷ đế tứ phương sao? Rau chân dịch. Cô, ta chỉ là không muốn thấy các ngươi bị quýnh thành cái đầu heo mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là cùng nhau vào ngục đao chém. Vậy được, tiểu đội chúng ta thành lập duy trì không thay đổi. Cố lên, đánh bay quỷ đế tứ phương. Trường Minh đến chuyện ra, thiếu gì vậy? Bên dưới là dung nham, liệu có quỷ gì đó không? Không đúng lắm, dù theo thiết kế của Tiểu Diêm Vương,
trong binh hỏa quyên không có vật sống.